Ủa anh à. Đây hai ông khói là một cái cảng gì đó như vậy cảng người bán hả cái mực tới đến mực tới mình nhậu mình là công này luôn nha theo mình là theo tiền tiêu. Và cái chuyến này chủ yếu của mình đó là săn mùa vàng thì mùa này là mùa tháng 9 mùa vàng tí đây thì những quán ăn đồ là cũng rất là nhiều rồi tỉnh là ba nước là Trung Quốc Lào từ miền Trung đổ ra miền Bắc mình đang ở Thanh Hóa đường Hồ Chí Minh các bạn đây ra đây là thấy có xe dừng nằm nó chạy rồi. Rồi ok hai vợ chồng bán láng chắc được bao nó nhịn từ thời sáng mới phỏng dạ công ơi vô luôn nha bốn chỗ liền xuống rồi hả xe đang mà đến tôi mà tại vì khoảng cấp đó qua không được. Mình đi qua nãy rồi đâu có thấy gắn dễ rồi ta. Xe đỏ chống dài cậu ơi. Ok, đang chống dài đâu hay sao luôn. Cái do này nó thuộc về... Đây là thuộc về thị trấn Ngọc Lạc, Thanh Hóa nha các bạn. Mày thấy cái ống khói lò gạch này nhớ không cậu ơi? Nhớ chưa cậu ơi? Ăn thịt chó nhiều nhiều vô mới nhớ dai được, hiểu không? Mission control, do you read me? Send me Michael, what in this lately? Mission control. Rồi bán lẻ là có bỏ mối chợ không? Một năm đi hai lần à, có khi về là cái quán cái khách sạn đó là nằm ở Sơn La không rồi lộn rồi bây giờ thôi chạy lên nhà là bự bự nhà nghỉ không được rồi mình đã tới Hòa Bình.